Chào mọi người. Đâu có. Tại ít quá làm biến nói chuyện. Hello, Ajinomoto. Ủa, vú nhỏ chứ ai nói vú bự đâu trời. Thấy nhau chưa mọi người? Kết bạn đi. Có ai muốn nói chuyện không? Kết bạn đi mọi người ơi. Ồ. Ủa vú nhỏ thì phải vú bự đâu, đâu phải vú. Kết bạn đi. Ngực nhỏ. Cởi áo hả? Ồ. Hát mắc công người ta chạy hết sao? Hello. Có ai muốn trực tiếp tâm sự không? Các bạn đi mọi người. Ê, ai không thích thì ra nha, mắc gì chửi. Nhìn thẳng vào màn hình đi. Không thông cảm nha, bị cận không thấy rõ. Phải nhìn sát màn hình đây. Ủa, không nghe có quyền đi ra, vô duyên ghê. Kệ người ta đi.
Ý anh sao? Thấy bình luận không? Có. Phải đang nhìn thật gần mới thấy. Không đeo kính. Cười tôi đi. Cãi tôi không thấy đường cãi tôi nha. Hello Ashinomoto. Thôi đeo kính vô tri thức lắm. Kết bạn đi, có ai muốn muốn gì ta? Có tay xem báo. Bơm vú to lên em. Thích. Lép thì nói lép chứ không có nói bự. Không có nhân tạo được, tự nhiên. Thấy tôi có bị đuôi ha, kết bạn đi, tớ ở Sài Gòn nha. Muốn chụp muốn soạt là cái gì? Tôi người Việt Nam tôi không hiểu tiếng đó. Ai thích vú bự đi ra ngoài kia kiếm mấy vú bự rồi tôi vú nhỏ kệ tôi. Vô duyên thiệt chứ. Ở quận 12. Kết bạn đi. Ủa điên vô anh, thấy tôi điên vô đây nói chuyện làm gì? Vô duyên. Vô đây để người ta chửi cho. Vô duyên thúi. Gọi là vô duyên thúi. Sài Gòn chỗ nào vậy? Quận 12. Chủ yếu lên đây chém gió thôi mà cho nó vui. Ai bị thối hay sao mà bịt mũi vậy em? Chắc anh ấy. Giờ điện thoại cảm ứng dữ lắm, địch nghe mùi hết. Mời anh lên chém cùng. Hello. How. Gần. Bến xe ăn sương hả? Quá 5 phút. Cầu Dục Quang Trung. Không đi chơi với người yêu nên làm gì? Có người yêu đâu lên đây. Không có người yêu lên đây chém gió. Ôi sao vú nhỏ kệ tôi, vô đây tàn lúc nào cũng phơi xem vú hết.
Đúng rồi, Tô Ký. Tớ ở đường Tô Ký. Chào. Hello. Vú nhỏ nên che lại chứ vú bự nó khoe vú. Ủa lên chém gió hay là lên chém vú vậy? Ôi, ra ngoài kia kiếm vú bự đi, tôi vú nhỏ kệ tôi chứ. Sân bay mà. Quận 12 phường nào? Phường Tân Chánh Hiệp. Vú núm có to không em? Chắc to bằng má anh. Vâng. Giờ chém vú không à, chứ có chém gió đâu. Chào nha. Ủa có khoe vú đâu, có vú đâu khoe. Trời nóng nực thì mặc vậy cho nó mát. Chào. Hello. Ajinomoto. Cho nó đẹp. Mấy cháu rồi hả? Có 5 đứa con hả? Trời ơi, lép thì lép đỡ hơn là đi bơm. Không thấy đường đọc tin nhắn ơi. Biết người ta như thế nào mà nói vậy. Cởi chuồng cho mấy em thôi. Không biết trời. Chào Phú Thọ. Chào Quận 12 Tô Ký. Ủa có nhắn tin hả? Sao không thấy? Văn Thành. Bữa livestream mà không có thấy nè. Ở Sài Gòn quận 12 nhé. Ồ hát sợ vô đây 100 người chạy hết sao? Năm sao còn sinh mẹ em. Chào mọi người nha. Ông Hải lại gặp ông nữa. Trường Hải. Suốt ngày gọi tôi bằng heo không mà.
Tôi đâu có mập đâu, tôi chỉ ú thôi. Chào. Thúc Trinh, ừ em bê đê đó anh. Ừ, em bê đê mà. Bê đê. Bê đê vú lép. Shimoto. BD. Ờ. Phúc Ray. Trời ơi. Hương Giang Idol còn làm hoa hậu được nữa mà. Đúng không? Bây giờ vô lép thôi. Omo. Anh thích 3D. Em cũng thích anh nữa. Chào kết bạn đi mọi người ơi. Hello Asinomoto. Bên đây thử cái con mẹ mi. Lừa tình nhau hả? Nghe giọng nói là không biết hả? Đừng có sợ lờ với thím nhé. Thích chôn chôn lại. Tôi thần kinh tôi đâu có giờ ổn định đâu, tôi vô đây nói chuyện phím không mà ai không nghe có quyền ra. Trái bưởi xấu hả? Trời ơi, dục trái bưởi cũng được hả? Trái quýt. Tôi trái quýt chứ không phải trái bưởi. Hết chuyện nói. Ủa, đâu có lửa làm sao có khói. Mắc dạy thì phải nói chuyện mắc dạy với mấy tên đó chứ. Anh yêu 3D. Chào em. Hello. Ngực đẹp thế em. Trời ơi. Nãy giờ bị kêu ngực lép. Lép. Buồn nãy giờ. Vui trai fan thích you now. Yêu lại anh không nhà bên đây. Em không thích thông đích. Anh đi kiếm hàng bên đây thật sự đi. Đừng vô lừa tình nhau. Nhìn em đang phê đá cố ý táp phê đá thiệt nha. Người Việt Nam lâu lâu có mấy người nói chuyện chả hiểu gì hết trơn, không biết từ đâu xuống. Ai nhớp du bập bập.
ai nhấp nhú không? Kết bạn đi mọi người ơi. Ế quá trời ế luôn. Lê Công Thảo Thao. Ủa mới nói tôi 3D mà sao giờ kêu con lộn là sao? Hử? Nói chuyện ngu vãi, nói để cho người ta bị chửi không mà. Ai không nói chuyện công quyền đi ra để mất dạy. Chó sủa. Ai biết trên núi xuống đi. Vú nhỏ mà đừng có nhìn, đừng có nhìn vú. Love you chị chị. Ui trời ơi. Đó em chứ đâu phải anh đâu. Anh cái quần què. Lê Công Thảo Thảo. Đã cái tên đã khó nghe rồi mà còn làm chuyện cho người ta bực bội nữa. Lê Công Thảo Thao. Bực bội. Thông cảm nha. Tớ không thấy đường, phải làm vậy ngồi mới thấy đường. Đọc comment cho em xem vụ đi em. Xem vú hay là xem vụ? Ui giời đất ơi. Chào sân bay. Chào Minh Lê. Biết luôn. Sân bay đây. Ven lộn đi em. Thiệt nha. Ai mà nói mấy câu tục tiểu thì đọc lên cho mọi người coi á, để cho xấu hổ chơi. Biết xấu hổ không? Công thợ. Quê mình ở Sài Gòn nha. Ai rất du bạc bạc. Con gái là được nằm úp em ơi. Em thích nằm ngửa không à, chứ không thích nằm úp. Minh Lê, ô kệ tôi. Nói chuyện như bà cụ non à. I love you. Bay lòng em ống cống. Bay lòng em ống cống hả? Là cái gì? Nice. Đã biết đủ nhau chưa? Hiền Nguyễn Văn. Vú to quá sân bay đấy bạn ơi. Em ơi tay giả hay sao em? Yeah tay giả. Trương Hải. Sao cứ gọi tôi bằng heo hoài à? Tôi không có uống, tôi mập thôi. Anh ở Hà Tĩnh này. Xa quá anh ơi. Em này chắc lồn rỗng lắm rồi. Minh Hoàng. Đâu bằng má anh đâu. Mới đẻ ra được thằng con nhanh vậy đấy.
Chào, hello, Ly Trang, anh ở Gia Lai, bắt máy bay vô đây đi anh. Nhiêu tuổi à? Tớ già rồi. Hà Nội gì, Hải Phòng còn vô được nữa mà, đáp máy bay vô đây. Tớ ở Sài Gòn. Con này bị gì? Chưa đọc được. Con này bị phong cùi. Đúng rồi, tôi bị cùi rồi. Minh Hoàng, tôi cho ông lên top luôn đấy. Tôi nhắc tên ông hoài, tôi nhớ ông quá. Minh Hoàng ơi, người yêu của lòng em, Minh Hoàng. Chào em đang ở đâu? Em đang ở nhà. Em anh hỏi sao không nói vậy? Hỏi gì vậy Văn Tiến? Chưa thấy. Thức tỉnh gì? Thục Trinh. À, biết tên Thục Trinh này ha. Thục Trinh, lòng em màu. Lòng em màu lông gì vậy? Ồ, màu đen. Việt Nam lông đen, da vàng. Em tên gì vậy? Tên là Miss Huyền. Tôi ở Sài Gòn. Chào. Em bị rụng răng. Trời ơi, em bị súng răng rồi. Bữa té xe gãy hết cả hàm răng rồi. Sao giờ? Gần mà đi Sài Gòn hết. Gần 10 giờ thôi. Yeah, em ở chỗ anh. Lâu lâu không? Thiết Cao Văn. Chắc lông lồn em mướt nhỉ. Giống tóc em nè anh. Em cho anh biết tên em được không? Tôi tên Huyền. Anh sinh năm 91 ở Gà Nội. Hồi đó giờ tôi nghe Hà Nội chứ tôi không nghe Gà Nội. Chào. Em bao nhiêu tuổi vậy? Già lắm rồi. Đừng hỏi tuổi. Hỏi tuổi tổn thương lắm. Sài Gòn quận mấy? 12. Em không có số điện thoại. Có số dép này lấy không? 36. Thấy bảo ma vuông thấy nhé. Sài Gòn quận mấy vậy em? Quận 12. Sai rồi em. Lông đen màu hồng. Chả hiểu gì hết trơn á. Có nhiều người comment chả hiểu cái gì hết. Đã nói bậy còn nói bựa nữa. Em được nhiêu tuổi? Nhiêu chưa em? Mất lịch sự quá em à. Bởi vậy bụng bự tích teo vậy đó anh. Ba mấy không? Wow. Thấy chưa, tôi chưa nói tuổi mà người ta nói tôi ba mấy tuổi rồi là tôi già rồi. Đau lòng quá. Đúng rồi, bị súng răng. Té xe gãy hết hàm răng rồi, sao giờ? Chào cô em. Chào bạn. Chảnh chó hỏi không trả lời. Trời ơi, chảnh chó cũng được á. Càng tốt. Chó mới hiểu tiếng chó nói thôi. Thấy còn trẻ mà em. Già rồi. Nói chuyện không hiểu gì hết vậy em. Tại vì có nhiều người hỏi. Khoe vú. Tại có nhiều người nói chuyện không hiểu thì cũng nói chuyện không hiểu thôi. Kêu nó mua 11 đôi. Quận 12. Kết bạn đi nha mọi người. Kết bạn đi. Mốt nói chuyện phím với tôi nè. Em sinh năm bao nhiêu vậy Huyền? Ồ,
bị súng răng nha. Quên rồi. Hello, chào em Toàn, hôm nay mới gặp he, hôm nay mới lên. Tên là Miss Huyền. Bạn họ chấp nhận không? Có các bạn đi chấp nhận. Em còn Trinh không? Ủa em còn Trinh hay không liên quan gì đến anh? Vô duyên. Gọi là vô duyên thúi. Thúi quá. Chào. Tớ gần An Sương. Bị súng răng. Kết bạn đi mọi người ơi. Em có vợ xinh này chẳng đi chơi. Đi chơi là đi chơi ở đâu mới dụ chứ. Vợ trai chỉ đi khách sạn thôi đi đâu. Có cái mền ra đi em. Chi vậy? Này cái gối chứ không phải cái mền. Nhìn nhìn gì vậy? Nhìn sân bay của tôi hả? Ngã tư Trung Chánh nè em. Yeah. Biết. Em chào chị chắc luôn rồi. Vâng. Chào em. Sao biết đi khách sạn không? Thời buổi này vậy mà em. Em trai. Mình chắc cũng nhiều tuổi hơn rồi. Ừ, chị già rồi. Không dám. Nhìn cũng ghê ghê, chắc cũng hôn. Trời ơi, tôi là hiền nhất đó. Đi soạt không? Soạt là cái gì? Tôi không biết soạt. Có đi hotel không? Trời ơi, tiếng Anh tôi còn ngu ác nữa. Tôi không biết hotel là cái gì hết. Tiếng ngủ. Kết bạn đi mọi người ơi. Xin chào. 99 người xem à? Vâng, ít mà, đâu có nhiều đâu. Người ta cả ngàn mấy, 2.000. Tôi có 9 mấy người à. Chị mấy chục năm rồi. Giờ chị không biết chị mấy chục năm nữa. Chị trên tu trên núi xuống mà. Hàng Nhật luôn. Hàng Nhất luôn. Kết bạn rồi đó em. Yeah.
Kết bạn đi mọi người. Kết bạn đi, có nhiều chuyện vui để kể cho nghe lắm. Bỏ hai chén đâu? Em năm nay 25 tuổi hả? Sinh ngày 3 tháng 2. Ồ, vô trang tôi coi luôn rồi hỉ. Bên 25 đâu, 26. Chào, chào nha. Rồi em nhiều lông không vậy? Bởi vậy có nhiều comment hay quá mà. Hello, Ashinomoto. Em muốn nhiều người vô không? Không, tôi đâu còn nhiều người đâu. Quan trọng là thần thái thôi. Ai thích vô thôi. Chém gió thì vô. À, muốn nhiều người vô, tôi hiểu ý ông rồi. Muốn nhiều người vô kêu cởi đồ ra, nhiều người vô coi gì xưa rồi. Hello, kết bạn tao đi. Nguyễn Bảo Duy, từ từ. Anh làm em sợ. Chút rồi. Vâng, sinh năm 93. Chín ba mà cứ tưởng là 39 không ạ? Hello, mím yêu. Mắt đẹp hả? Nhân tạo đó. Đây là cặp mắt nhân tạo. Đúng rồi. Đó. Cởi đồ ra đây vài người xem. Em nhìn dâm quá. Dâm không? Thấy tôi dâm không? Tuổi đẹp hả? Tuổi này là tuổi ế chứ không phải tuổi đẹp. Em là con gà hả em? Chung lẽ con chó. Tôi là con gà, chung lẽ con chó. Anh đang ở khách sạn. Ôi ông, cái ông này tự sướng hay sao? Tôi đang ở nhà. Ông đừng thêm mắm thêm muối cho vô, tội nghiệp tôi. Để anh chống ế cho. 93 tuổi gà. Bên tuổi gà chứ không phải tuổi chó đâu mà. Tài chế kém chọn. Con heo đó. Em mu cao hay thấp? Hỏi vậy để làm gì trời? Mu cao hay thấp? Tiến Vũ. Nãy giờ tôi thấy ông này lộn xộn nhất luôn ấy. Kết bạn đi mọi người.
bạn đi mọi người ơi, tớ off đây. Bye, mai kim tiếp.